Đó, cho năm 2019 thì Kendall Ota tổng kết lại là được kỷ lục Guinness công nhận nè, và đạt được cái giải đơn nam xuất sắc nhất của cầu lông, và được thêm cái giải nữa được là ba giải luôn, rất là đẳng cấp. Thì tiếp theo đó cái giai đoạn và vào đầu năm 2020 là Kendall Ota lúc này là rất là khủng rồi, thì anh ta quay trở lại cái giải Malaysia Master là anh ta đang quay ngôi vô địch vào tháng 1. Cái hình như tiến hành với cái giải đó là đó giờ là bị cái dớp là không có ai Hồi trước là đánh với em nhớ là đánh với Lee Chang Wei là Kendall Ota để bị thua ở trận chung kết. Cái đó là tại Malaysia Open. Còn cái này là Malaysia Master. Là phá dớp đúng không? Dạ, phá dớp là vô địch rồi. Đó là năm trước là không vô địch được, nhưng mà năm nay vô địch rồi. Nhưng mà ngay sau mà Kendall Ota đăng quang vô địch Malaysia Master 2020, trên cái đường mà anh ta quay trở về, anh ta đi trên cái đường sân bay anh ta quay trở về các bạn, là đã có một cái vụ việc rất là thương tâm xảy ra. Đó chính là Kendall Ota đã bị tai nạn xe các bạn, trên đường anh ta đang trở về. Và đáng tiếc, có điều đáng tiếc đã xảy ra là cái anh tài xế, tại cái trên xe đó là có 4 người, và cái anh tài xế đã không qua khỏi trên cái vụ việc này. Dạ, và chứng tỏ là cái hơi bị nghiêm trọng nha. Dạ đúng rồi, bị đụng trên đường cao tốc mà. Dạ đúng rồi, cũng là rất là nghiêm trọng ấy nha. Đó, không thấy đâu đó. Thì Kendall Ota và những cái người còn lại á, và đặc biệt các bạn biết là Kendall Ota là một cái vận động viên cầu lông đang ở một cái thời kỳ đỉnh cao luôn, mà với cái tai nạn này á, là Kendall Ota là bị xây xát rất là nặng và bị chấn thương ở mũi rất là nghiêm trọng. Mình nghe nói là bị gãy xương mũi gì luôn á, rất là nặng luôn đó. Thì đưa vô bệnh viện trung tâm trung ương của Malaysia, và có những cái người quan chức lớn họ đến họ hỏi thăm luôn đó. Và ngay sau đó là người Nhật là họ muốn đưa Kendall Ota quay trở lại nước mình để làm phẫu thuật rồi cái thứ nó được tốt hơn đó. Thì sau đó là đưa Kendall Ota về, xong sau đó là phẫu thuật được cái thứ, là biết phát hiện anh ta là bị gãy mũi, gãy xương mũi rồi cái thứ, là phẫu thuật được cái thứ là thành công được hết, và Kendall Ota là bắt đầu quay trở lại tập luyện rồi. Nhưng cái hình như anh nhớ là có một bài báo anh có đọc là sự hồi phục kỳ diệu. À đúng rồi, bởi vì bởi vì các bác sĩ họ chẩn đoán là anh phải mất tới 3 tháng. Đúng rồi, mà đúng không rồi. Ngờ là sau chỉ một tháng là anh nói ôi khỏe rồi, giống như là có hạt đậu thần hay sao nha. Lúc đó là kiểu như cũng có thể là đang trong một cái giai đoạn đỉnh cao, anh ta muốn rất là nhanh quay lại thi đấu để không có bị mà đánh kiểu như là dây gián đoạn, và cái tinh thần mình đi kiểu như là cái phong độ mình đi xuống. Đó thì anh ta quay trở lại tập luyện liền luôn sau một tháng. Nhưng mà ngay sau đó là khi mà vô tập luyện, anh ta phát hiện ra là mắt của anh ta nó nhìn không có được rõ nữa các bạn. Nó nhìn không được rõ nữa. Bù là anh ta lúc này là bị sốc, và khi mà đi kiểm tra thì mấy cái bác sĩ Nhật á, thì họ đã phát hiện ra là anh ta bị chấn thương, anh ta có một cái vết rách ở ngay chỗ mắt, ở phía bên dưới mắt của anh ta. Đó. Vì một cái vết thương đó là nó dẫn đến việc là anh ta thấy bị mờ, nó không có được rõ như trước nữa. Đó, thì bà sau. Nhưng mà cái vết thương nó là để lâu. Dạ, cái phương đúng vết thương đó là lâu, không phát hiện được, không phát hiện kịp. Dạ, không phát hiện kịp thời, nhưng mà để lâu đó. Đáng tiếc đó. Thì anh biết rồi, bị chấn thương mũi rồi cái thứ này, nó bị nghe mắt thì mình cũng không có thể, tại vì cái đó là nó liên quan nhau liên tục á. Thì sau khi mà phát hiện ra này thì Kendall Ota mất một cái khoảng thời gian rất lâu để điều trị, một cái thời gian rất lâu luôn đó, để điều trị và để hồi phục trở lại. Và khi các bạn biết rồi, trong năm 2020 và bắt đầu là dịch bệnh Covid-19 đó, đến đó, và cái là điểm cuối anh khoảng Olympic luôn rồi, khoảng Olympic đó 2020 là khoảng giữa đến cuối đó, dịch bệnh Covid nó ập tới luôn đó. Và sau đó là tất cả mọi thứ là đều phải đóng cửa hết, và giải cầu lông đồ này nó cũng không có diễn ra luôn. Đến tận đầu năm 2020, em nhớ là đến tận đầu 2021 là Thái Lan là cái nước là nó kiểu như là an toàn, kiểu như là nó được thế giới họ công nhận là cái nước chỗ này nó an toàn, nhưng mà cũng kiểu là an toàn ở một cái mức nhất định thôi. Và các cái giải đấu thì phải tổ chức để cho vận động viên họ thi đấu đó. Thì tại Thái Lan là nó tổ chức rất là nhiều cái giải lớn, và trong đó là có 3 cái giải lớn liên tục luôn. Thì cái lúc này là Kendall Ota là anh ta hồi phục rồi, tập luyện đồ lại được rồi, và anh ta bắt đầu quay trở lại là tham gia. Khi mà anh ta mới đến thôi là anh ta bị phát hiện là anh ta bị dính Covid-19. Đen. Từ thần bài thành thánh nhỏ luôn đó. Là dẫn đến toàn cái đội tuyển Nhật là không được thêm tham gia thi đấu tại giải đấu đó luôn. Vừa nhỏ vừa báo. Thân nhân báo. Báo nguyên đội tuyển. Đó. Thì là bị cách ly đó, xong mà phải đưa về nước. Rồi xong rồi cái thứ là anh ta kiểu như là bị trầm cảm, bị stress. Rồi mọi thứ nó ập đến anh. Cứ bị kiểu liên tục gián đoạn, không thể thi đấu được. Đó. Và như các bạn biết rồi đó, trong năm 2021 là tiếp theo đó là cái giải rất là lớn, đó chính là Olympic, được tổ chức dời lại từ năm 2020 và tổ chức ngay trên sân nhà của Nhật Bản luôn, đó chính là Olympic Tokyo 2021, là được diễn ra vào tháng 7.
Đó. Thì lúc này là Kento Mota là hạt giống, hình như là em nhớ là hạt giống số 1 của giải. Anh ta tham gia thi đấu. Do chắc cái điểm tích lũy từ thời điểm mà bị ngưng lại. Đúng rồi. Đó. À. Đó, hạt giống số 1 của giải, một phần nữa là do sân nhà Nhật Bản nó tổ chức nên là anh ta là hạt giống số 1 của giải. Và khi mà Kento Mota tham gia thi đấu là anh ta để bị thua ngay vòng 1 các bạn. Thì Kento Mota bị đánh bại bởi Hae Won Hee. Đó, thì mình cảm nhận ồ lúc này sao Kento Mota đánh nó kỳ vậy ta? Nó có cái gì đó nó không còn được. Mặc dù mình biết là nó với những cái lối di chuyển đó nhưng mà có một cái gì đó nó bị hụt, nó bị mất cái đà đó. À, theo dạng vậy. Đó. Rồi, bây giờ tiếp theo để tới phần này đúng không? À, rồi, bắt đầu phần này là anh có phần nào anh xem lại đúng không? Đúng rồi, dạ. Bắt đầu xem lại và có để ý. Dạ. Thì tại vì cái thời điểm đó là bắt đầu các trang báo các mình cũng đưa tin nhiều. Ừ. Thì hầu như là bắt đầu anh ấy bị tụt dốc. Ừ. Tụt dốc gọi là không phanh. Ừ. Anh ấy hầu như là chỉ vào chỉ được một vòng hai vòng chứ cũng không thế nào mà nổi trội được. Ừ. Đa số là em thì thấy... bắt đầu là tại vì thời điểm đó là nghe nhiều người nói quá. Dạ. Bắt đầu anh muốn thử tìm hiểu thử. Thì anh nhận ra một câu chuyện là anh Mota mình bị mất cái lưới. Mất cái lưới ở đây là cái khả năng đánh lưới. Ờ, mất cái lưới là khả năng đánh lưới. À, khả năng đánh lưới. Ở tại vì cái thời kỳ đỉnh cao á, tại vì anh cũng có xem lại mà. Dạ đúng rồi. Xem lại trước khi bị tai nạn. Thì cái lối đánh của anh Mota ở đây là không phải theo kiểu mà đánh vồ vập quỷ gì. Ừ. Nghĩa là đập cầu rồi chụp cầu bùm 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 bùm. Ừ. Mà anh ấy gọi là lợi dụng tối đa cái hình thể với là cái độ quái của tay trái. Ừ. Đó, anh ấy đánh liền cầu khắp mặt sân. Ừ. Hầu như là các bạn cảm giác mà các đối thủ đánh ra nó là bị ngợp. Ừ. Tại vì cầu luôn luôn đưa ra ở khắp mọi nơi, các điểm các góc trên sân và dạ. Họ phải đánh theo ý của Mota. Đúng rồi. Hầu như là bị hạn chế gọi là cái sở trường mình, bị hạn chế sở trường của mình mà phải đánh bằng sở đoạn. À. Đó, Mota điều cầu rất là tốt. Ừ. Anh ấy lên lưới rất là cao. Đúng rồi. Lên lưới rất là cao, thành ra động tác đánh lưới của anh ấy rất tốt nha. Gọi là cái kỹ thuật đánh lưới và cái cảm giác cầu rất là tốt. Đúng rồi, đúng rồi, em có điều đó. Cứ các bạn có thể để ý về lối đánh đó. Thành ra là anh ấy điều cầu đánh lưới rất là tốt. Nên thành ra đối phương rất là khó bắt bài. Ừ. Bằng mọi thứ, chủ động. Ừ. Muốn cầu cũng khó mà muốn quýnh đá cũng khó. Dạ. Thành ra là anh nổi vụt mực lên thành cái siêu sao lên là ừ. Là giờ lối đánh đó. Dạ. Nhưng mà sau một thời gian tai nạn, anh có cảm nhận là anh ấy bị hụt hơi. Nên thành ra là lưới bị thấp quá. Ừ. Anh có để ý là lên lưới bị thấp, hầu như là đều đánh ở phía dưới thôi. À. Cảm giác là bị lên lưới bị chậm, bị trễ nhịp ấy. À. Nên thành ra bắt đầu là đưa cầu lên nhiều quá. Nên thành ra là bị đập chết. Đối phương công chết, công lũng á, khi dùng từ công lũng á. Ừ. Thì anh nghĩ cái này là nếu vậy thì không trách Mota được. À. Các bạn cứ nghĩ một phần là mình vừa bị đa chấn thương, trải qua phẫu thuật, các loại thuốc tiêm vào người nó ảnh hưởng tới cơ bắp. Ừ. Cái hệ thần kinh, rồi thêm về mắt. Rồi tiếp theo nữa là bị Covid là gì? Phổi. Ừ. Bằng mọi thứ. Nên anh cảm giác thế thời gian sau này anh ấy đánh bị hụt hơi nhiều quá. Ừ. Hầu như là đánh bị hụt hơi rồi cảm giác cái mức chân, người tay của anh ấy nó cũng không ấy được. Và anh có đọc một bài báo là về người ta phỏng vấn Mota. Ừ. Thì anh ấy có nói là giờ tôi cảm giác tôi chơi cầu lông hết vui. Hồi đó là bạn đánh bạn tìm được cho cái chiến thắng. Còn bây giờ bạn nghĩ là tôi muốn thắng lắm. Nhưng mà tôi đánh đó không có được như ý mình, tại vì nó phụ thuộc vào cảm giác cầu và thể lực quá nhiều. Ừ. Tôi không có thể là đánh được cái lối đánh của tôi. À. Rồi tôi cũng không biết cách tìm được cảm giác chiến thắng như thế nào. Cứ như bị bế tắc á. À. Đây là cũng giống như cái hiện trạng chung của Lizza mà Lizza. Dạ. Bây giờ cũng đang bị về vấn đề đó. Dạ. Mota cũng là bị trước rồi. Dạ. Nên các bạn bây giờ các bạn sẽ để ý là một thời gian sau này thấy Mota là thua. Dạ. Thua nhiều quá. Đó. Bây giờ Mota mình thấy là cảm nhận là cái điều cầu của anh ta không có còn đủ tự tin á. Hồi xưa là đánh được cái là đánh rất là hay, là cái vấn đề lưới. Đánh lưới đó. Okay, mọi thứ. Dạ. Anh gõ rất là tốt. Đó, và bây giờ bị mất đi cái sự tự tin đó, nên là Kento Mota bây giờ là đi xuống nè. Và có thể là em nghĩ là trong thời gian sắp tới là Kento Mota khả năng cao là sẽ giải nghệ. Ừ. Đó, cái đó là cảm nhận của em. Đó. Đó. Từ đầu video bây giờ mình cũng có nói đúng không? Về Mota này mình thật sự mình rất là khâm phục. Ừ. Mình rất là khâm phục ở dạ. Cái ý chí, nỗ dạ. lực. Mình anh ấy thành công sớm, anh ấy gặp trở ngại, gặp người bấy, anh ấy quay ra là cực kỳ mạnh mẽ và tiếp tục anh ấy lại bị một cái số nhỏ, anh tiếp tục bị cái chuyện gọi là về chấn thương, rồi bị Covid, rồi bị mọi thứ nữa, nhưng anh ấy vẫn quyết tâm trở lại. Ừ. Quyết tâm trở lại bằng mọi cách, nhưng mà có vẻ là số phận giống như thể thao, bạn đâu thế nào đâu phải muốn là được. Dạ. Đúng không? Dạ. Đâu phải là sự cố gắng của bạn, chỉ cần bạn cố gắng là nhất
có nhiều người còn cố gắng hơn mình nữa. Nhưng mà riêng chuyện về về Muta này là thật sự là cực kỳ thông cảm và thương cho anh nhiều hơn. Anh bị quá nhiều án. Nên thành ra là ở cái thời gian này anh ấy có thể thi đấu không thành công, nhưng mà mình vẫn mong muốn là không biết có phép màu không có gì. Cá nhân em, cá nhân em thì vẫn mong muốn cái đó từng ngày, nhưng mà khi mà anh theo dõi những cái trận đấu của Muta liên tục như em á, cứ xem là thua, cứ xem là thua, và cái lối đánh nó bị kiểu như nó mình cảm nhận là nó bị túng á. Nó bị kiểu như nó không, nó cái đấu nó không có thanh thoát như ngày xưa. Dạ đúng rồi. Đó, thì sau khi mà Kento Ota bị vậy thì có rất nhiều vận động viên họ nói về cái vấn đề này. Họ nói là tại sao Kento Ota lại đi xuống như vậy. Thì với cái người anh trai của Kento Ota, anh biết không? Kenichi Taigo. Kenichi Taigo thì cũng có một cái kênh YouTube riêng. Thì anh ta có chia sẻ là một phần á là do Kento Ota bị những cái kia anh nói, và một phần nữa là do Kento Ota đã đạt được hết những cái thành tích rồi. Chỉ có Olympic là không được thôi, nhưng mà nó cũng không đáng kể. Vô địch thế giới, All England, rồi những cái giải chức đó. Chúng thời điểm đó cũng Olympic là cũng rất là cố gắng nha. Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ anh cũng nhận ra là có vẻ mình bắt đầu bị xa tầm với đó. Về cái video này có vẻ các bạn thấy dài đúng không? Bởi vì thật sự Muta là một trong những vận động viên mà idol của Phương. Và cũng thông qua sự tìm hiểu của Thảo thì cảm nhận là rất là khâm phục anh này. Dạ. Và tiếp nếu mà Muta vẫn còn giữ được đỉnh cao phong độ, không trải qua mọi thứ đó, không trải qua mọi cái biến cố mình vừa phải như mình vừa kể, thì đến tận thời điểm này mình nghĩ là cái cuộc so kè giữa Muta, Victor, rồi Lizzie và Gittin, thì cái cuộc tổng thể mọi thứ là sẽ được trình diễn và người hâm mộ sẽ được thưởng thức thêm nhiều trận cầu hay đấy, đúng không? Thành ra là có thể là thất bại của Muta thì những cái người mà anti á họ hả hê. Mình cũng không biết tại sao, mình cũng không biết tại sao là lại là mình có đọc comment á, mình có đọc comment trên cái diễn đàn. Thì mỗi lần thấy Muta thua là có rất nhiều người vào và cũng như là xỉa xối, thậm chí còn chửi nha. Thậm chí còn chửi bới rồi nặng nhẹ. Nhưng mà thật sự các vận động viên cầu lông đó họ không hề là những thất bại cả. Không hề. Cái lối đánh của họ có như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà họ cũng đó là sự cố gắng riêng, là một bản chất riêng. Thể thao là vậy, thể thao là phải có bản chất riêng nó mới hay mới thú vị. Chứ đâu thế nào ai cũng hiền lành, ai cũng như một sắc màu thì chắc chả ai xem thể thao làm gì. Đúng không? Rồi có rất nhiều người thấy cái thế mô tao thôi là thằng này thua nữa, tao nói rồi, nó hết thời rồi, nó nghỉ đi. Anh ấy không đáng được, không đáng mà như vậy. Thật sự luôn á, ở khía cạnh cá nhân của mình thấy là không đáng bây giờ. Mình nếu được mình chỉ cảm thông và cổ vũ cho anh là điều tốt nhất. Đúng không ạ? Mình nếu là một fan chân chính, một người xem thể thao chân chính thì càng có nhiều trận đấu hay mình càng thích chứ. Đúng không? Cái càng trận đấu hay mình càng thích chứ, tại sao mình lại phải dùng nhiều cái lời lẽ ngôn từ mình hạ ấy xuống. Đó thành ra mình cố tình mình nói hôm nay mình làm video này để mà mọi thứ đi này, để cho mọi người hiểu thêm và thông cảm và thương Muta hơn. Đó, có thể là cùng nhau cổ vũ anh cho anh đó được sớm ngày tìm lại cảm giác cầu, tìm lại được cái cảm giác thi đấu của mình để có thể là bật lên được một lần nữa. Biết đâu được, đúng không? Đúng rồi. Ngày hôm đó mình lại có thể là thêm những trận cầu mãn nhãn. Những cái bước di chuyển uyển chuyển trên sân, bao kín sân của Kento Muta. Đó. Thì cái tay trái khá ngoan. Dạ đúng rồi đó. Thì với cá nhân em thì em vẫn mong đợi cái ngày rất là nhiều. Mặc dù mình xem mình biết Kento Muta đánh thua và đánh để thua từ rất là sớm. Đánh mình xem trên sân thì mình thấy lối đánh của người ta giờ đánh nó không được như xưa, nó bị chán như xưa đó. Nhưng mà thật sự thì mình xem xong cái trận đấu đó thì mình cũng hơi bị hụt hẫng tí, vì mình đã rất là mong đợi Kento Muta thi đấu trở lại và mong là Kento Muta sẽ đánh hay hơn đó. Vì em vẫn mong đợi cái điều đó đó, thì mong là cái giải đấu sắp tới Kento Muta sẽ có một cái phần gì đó, thắng một cái vòng đầu cũng được và cho mình tìm lại cảm giác đó. Đúng rồi đó, theo vì vừa vàng hay là anh của ngày hôm qua. Rồi thôi, video cũng quá dài rồi. Rất hy vọng các bạn sẽ xem hết video này, cũng giống như là để lại một like, subscribe cho Thảo Phương. Cũng như cùng nhau mình cổ vũ thêm mọi thứ về về những cái idol cầu lông của bản thân riêng các bạn. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì nói chung buồn quá các bạn. Thôi buồn nữa, cố gắng, hy vọng. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Bye bye.